Chào mừng quý vị đến với chương trình quay thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc. Hôm nay là thứ tư, ngày 1/3/2023. Nhân ngày đầu tiên của tháng mới, Đức Chiến xin chúc quý vị sẽ gặp thật nhiều may mắn và trúng được nhiều giải thưởng có giá trị cao của chương trình. Thưa quý vị, hàng ngày công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số